Xin chào các bạn ha. Thì trong cái video này đó, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn về cái phần làm YouTube để kiếm tiền ha. Thì cái chủ đề mình chia sẻ đó là sẽ giúp cho các bạn có thể tạo ra một cái ảnh thumbnail hay còn gọi là ảnh đại diện của một cái video ha. Thế thì làm thế nào cho nó đơn giản mà nó đẹp và hiệu quả? Thì trong cái video này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để khi mà các bạn xem xong đó thì các bạn có thể tự tay các bạn làm ra những cái thumbnail đẹp như thế này và chữ làm sao cho nó cân đối ha. Nếu mà các bạn để ý thì các cái thumbnail của kênh kiến thức á, các bạn nhìn vào là các bạn có thể đọc được cái nội dung nó sẽ như thế nào, các bạn thấy chưa? Rất là đơn giản. Thì nhiều bạn sẽ nghĩ là mình sẽ dùng những cái phần mềm chuyên dụng như Photoshop hoặc là những cái trang web như là PhotoZ chẳng hạn. Thì ở đây á, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách đơn giản hơn. Chúng ta không cần phải sử dụng những cái phần mềm thiết kế cồng kềnh ha. Chúng ta chỉ cần sử dụng luôn cái phần mềm là Filmora chính nha. Thì các bạn có thể sử dụng những phiên bản cũ hơn cũng được, nó hoàn toàn giống nhau. Bây giờ mình sẽ mở một cái project luôn nha. Ở đây chúng ta sẽ chọn file New Project ha. Các bạn chọn 16:9 nè. Thế thì thật ra lúc nãy khi mà mở lên á, mình đã chọn luôn cái này rồi, cho nên các bạn không cần làm lại cũng được. Chúng ta sẽ vào file, chúng ta tiếp là cái phần project setting để chúng ta thiết lập cho nó ha. Thì ở đây á, mình đang để chế độ mặc định đó là Full HD 1080. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thiết kế thumbnail đó thì các bạn chỉ cần chọn 720p là được rồi. Cho nên chúng ta sẽ chọn cái này. Các bạn không cần phải chọn quá lớn ha. Bởi vì cái ảnh thumbnail nó chỉ là một cái ảnh đại diện thôi. Và nó thu nhỏ như thế này. Cho nên nếu mà chúng ta làm Full HD thì nó cũng vậy ha. Nhưng mà nó có khả năng á là không up được lên YouTube. Bởi vì YouTube nó quy định á, ảnh thumbnail á nó chỉ cho phép chúng ta là tối đa 20 thôi. Thế thì 1080 có khả năng nó sẽ vượt qua con số này. Cho nên tốt nhất á là các bạn sẽ chọn 720 giùm mình. Sau đó các bạn nhấn OK. Bây giờ mình có thể đưa một tấm hình hoặc là các bạn lấy trong video ha. Các bạn chọn Media nè. Các bạn kích vào dấu cộng. Dấu cộng ở đây các bạn hiểu đó là Import Media đó. Chúng ta sẽ lấy một cái video ha, bất kỳ. Bây giờ giả sử như mình lấy video một cái cô gái nào đi. Ví dụ ở đây. Chúng ta chọn, sau đó các bạn bấm Open. Thì lúc này chúng ta sẽ đưa cái video chúng ta vào. Sau đó các bạn lít phải, các bạn chọn Insert thì nó sẽ đưa xuống cái phần timeline. Thì ở đây các bạn có thể xem được cái nội dung của video ha. Ví dụ như mình chọn một cái tấm ảnh nào đó để mình làm cái thumbnail. Ví dụ như thế này. Sau đó thì các bạn muốn thêm cái chữ vào đó thì các bạn vào cái phần title chỗ này. Chúng ta sẽ chọn một cái phần title bên đây luôn. Ở đây nó sẽ có rất nhiều cái mẫu để chúng ta có thể lấy ra, chúng ta dùng làm cái tiêu đề. Các bạn có thể chọn cái nào mà các bạn thấy nó đẹp ha, thì chúng ta sẽ lấy, chúng ta dùng. Mình lấy ví dụ như mình sẽ dùng cái mẫu này đi. Thì các bạn kích vô nó nè. Sau đó các bạn kéo thả xuống đây. Đây, mình sẽ nhích tới xíu cho các bạn nhìn nè. Các bạn thấy chưa? Thì các bạn thấy ở đây á, nó đã tự động chèn một cái chữ ha để chúng ta làm mẫu. Bây giờ mình sẽ kích chuột vào. Các bạn double click chuột ha. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ hiện ở đây. Cái khung để chúng ta có thể thay đổi nè. Các bạn cũng có thể thay đổi cái phông chữ nha. Các bạn có thể thay đổi cái phông nào đó tùy ý nha. Ví dụ như các bạn có thể chọn Arial chẳng hạn. Các bạn có thể chọn in đậm, in nghiêng gì đó tùy ý. Sai chữ ở đây, các bạn có thể thay đổi kích cỡ của nó. Ở đây mình sẽ thay đổi cái nội dung chỗ này. Ví dụ ở đây mình sẽ nhập cái chữ là cách làm thumbnail nha. Thì giả sử như các bạn thấy nó hơi lớn thì chúng ta có thể cho cái phông chữ này nó nhỏ xuống một xíu. Các bạn cũng có thể thay đổi cái khoảng cách này ha. Các bạn thấy mình nắm mình kéo này. Sao cho nó ưng ý nhất. Các bạn có thể kéo vào bên đây một xíu nè. Rồi. Ở phía dưới thì các bạn có thể ghi cái tên kênh chẳng hạn.
Ví dụ ở đây mình sẽ ghi tên là kênh kiến thức ha. Các bạn có thể kích chuột ra ngoài để các bạn xem nó như thế nào. Các bạn thấy nó rất là ok. Chúng ta cũng có thể thêm viền chữ hay gì đó. Hoặc các bạn có thể chọn những cái mẫu chữ ở đây để chúng ta thay đổi cái phần này. Mình ví dụ nha. Ví dụ mình chọn cái này. Các bạn có thể double click vô nha. Các bạn thấy lập tức nó thay đổi nè. Chúng ta có thể chọn những cái mẫu chữ khác. Nó sẽ tự động áp vào trong cái phần đó. Các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ chọn cái mẫu mặc định ở đây. Rồi. Cái này thì chúng ta cũng có thể di chuyển ha. Các bạn có thể chọn những cái phần này. Sau đó các bạn dùng cái phím mũi tên á để các bạn dời nó xuống. Tuy nhiên giả sử như mình để như thế này là ok đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái hình này ra nè để làm thumbnail ha. Ví dụ như mình thấy ngay chỗ này là mình đồng ý. Thì mình sẽ kích vào cái máy chụp hình ở đây ha. Ở đây các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl, Alt và chữ S nha. Tức là cái phần snapshot chúng ta kích vào. Thì lập tức nó sẽ lưu cái hình chúng ta vào thư mục là C User Administrator Document ha. Các bạn thấy nè. Thì sau khi chụp ảnh xong, các bạn có thể nhấn OK chỗ này nha. Thì các bạn thấy trong cái phần Media đó, tự động nó sẽ thêm cái hình chỗ này. Các bạn thấy chưa? Chúng ta cũng có thể truy cập đến cái nơi mà chứa cái hình dễ dàng ha, bằng cách là lít phải. Sau đó các bạn có thể chọn cái phần là Explorer ha. Thì nó sẽ chuyển chúng ta đến cái nơi chứa cái hình luôn. Và các bạn có thể thay đổi cái tựa đề hình ảnh giống với cái video của chúng ta. Sau đó thì các bạn có thể up cái này lên trên YouTube làm một cái thumbnail. Cách làm cực kỳ đơn giản ha. Thì các bạn thấy cái phần mềm Filmora này nó có chức năng chụp ảnh rất là hay. Và chúng ta có thể chọn những cái hình nào đó mà ưng ý nhất. Chẳng hạn mình thấy phía sau này cái hình nào đó mình ưng ý hơn thì các bạn có thể kéo đến ha. Chúng ta có thể dời cái phần tiêu đề này. Sau đó các bạn có thể việc kích vào đây để chúng ta lấy được cái ảnh nha, để làm thumbnail. Cũng có thể truy cập đến bằng cách là lít phải chọn Explorer. Nó sẽ chuyển chúng ta đến nơi ảnh mà chúng ta mới vừa làm ha. Thì các bạn thấy cái việc sử dụng cái phần mềm Filmora chính á, để chúng ta tạo ra một cái ảnh bìa YouTube khá đơn giản ha. Mà mình nghĩ là ai xem xong á cũng có khả năng tự tạo cho mình một cái thumbnail, hay còn gọi là ảnh bìa ha, của một cái video trên YouTube. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới nha. Chào các bạn.